Rồi, quán máy bãi thành phố Vĩnh Long, số điện thoại 092 678 4940 nha anh em cô chú mình. Thì bữa nay em lên ếch cắt cỏ cho anh em, có nhu cầu xài thì cứ việc nhắn em nha. Ship mọi miền Tổ quốc. Thì anh em miền Tây là nếu mà trúng hệ thì cứ việc chạy lên tiệm em nha. Gần cầu đường Chùa nha mọi người. Rồi. Thì đây em sẽ lên cho mọi người một con Echo Curious 231 nha. Thì mọi người thích con nào cứ việc nhắn em mà em quay clip em test nổ chụp hình cho mọi người xem nha. Nguyên bản hết nha mọi người. Đó, nòng bạc bê tông không sập xước nha. Thì con Curious này 231 này nó 32 ly nha mọi người. 32 ly, 32cc 32 ly. Đó. Thì con này thì em sẽ bán cho mọi người giá là 2 triệu nha, 2 triệu. Dây lưỡi, chặn cỏ, đồ mổ ghi đầy đủ nha mọi người. Mấy hệ này mấy hệ VIP nha. Xài rất ít ăn xăng, chế qua MR 2 kim. Chụp giật trợ lực luôn nha mọi người. Đây, con này là 32 ly nè. Đó. Rồi cái này là nó 261 nha, 2610. 2610 nó có 3 con. Đó là 34 ly, siêu VIP luôn, đại dữ lắm nha mọi người. Đó, tay lái đồ đầy đủ nha. Tay lái dây đeo, dây quải, chặn cỏ, đồ mở bugi đồ đầy đủ hết nha mọi người. Thì anh em ưng con nào cứ việc nhắn quắn nha. Mấy cái dòng hệ này là toàn là trợ lực không nha mọi người. Toàn trợ lực không. Đó, con này thì 2 triệu nha. Thì con này nó em bán 2 triệu tư nha. 261, 2 triệu tư, 261 luôn. Trợ lực này là trợ lực nhẹ nha, trợ lực nhẹ 2 triệu tư. Con này là Echo 260, 260 chế Wamro mới chắc luôn mọi người. 2 kim hết nha, không có cái nào 1 kim hết, rất là mạnh. Đó, thì con này thì nó sẽ là 2,5 triệu nha mọi người. 2,5 triệu con 260. Đó, rồi cái con này là cái con đỉnh nhất trong đám nè, Curious 261 nha, chụp giật trợ lực nhẹ. Đó, đây, siêu mới luôn, có vàng ươm vậy đó, chạy lực lắm nha mọi người. Cái đời này là đời mới bây giờ nha, xài rất là êm, đồ thông dụng, rất là nhẹ xăng nha, chế 2 kim. Rồi con này thì em sẽ bán nó đẹp hơn thì em sẽ bán mắc hơn 200, thì con này nó sẽ là 2,6 triệu nha mọi người. 2,6 triệu Curious. Đó, trời ơi, mưa nước ngập nhà hết trơn, bắt cá được luôn. Rồi thì tới đây là cái con Ryobi nha, Ryobi cơm vàng hột lép. Đó, con này là cũng 34 ly nha, 34 ly Echo cũng 34 mà cơm này cũng 34 luôn, trợ lực nhẹ. Con này thì em sẽ bán cho anh em giá 2,3 triệu nha, 2,3 triệu. Cơm 26 dành cho anh em xài gia đình nha, anh em cô chú xài gia đình cắt cỏ vườn đồ rất là ok nha. Rồi thì tới đây là cái con cũng vẫn là con cơm Ryobi nha, cơm vàng hột lép cho lực nhẹ. Thì con này nó mã lực nó 32 ly nha mọi người, 32 ly. Con này em sẽ bán cho anh em giá 1,9 triệu nha, 1,9 triệu. Quá mới luôn như cái máy thùng luôn nha mọi người. Tay lái, cạn cỏ đồ đầy đủ nha. Về mọi người chỉ cần pha nhớt rồi phát thôi. Rồi thì mọi người xem đi, thích cái con nào thì cứ việc nhắn cho em nha, rồi em gửi hình test nổ cho mọi người xem. Đó, dòng Echo này, dòng Echo hệ nè, mạnh lực, không ăn xăng, rất là bền nha mọi người. Đó, 32 34 34 34 34 34 ly, con ở trong 32 ly. Đó. Rồi anh em cô chú mình nếu mà xem video này thì thích con nào cứ việc nhắn cho quán nha, qua giá thì quán báo trong video hết cho mọi người đó. Rồi mong mọi người ủng hộ tiệm của em nha. Rồi em chào mọi người nha, chúc mọi người buổi trưa thật là vui vẻ nha mọi người. Bye bye mọi người.